Ngày 19 tháng 9, đồng chí Phạm Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, chủ trì hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà ở, công trình xây dựng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Hội nghị phản biện đối với nghị quyết quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà ở, công trình xây dựng khi nhà nước thu hồi đất nhằm góp phần cho nghị quyết sau khi ban hành giải quyết trình tự thủ tục đảm bảo theo quy định. Đại biểu thảo luận nghiên cứu giải pháp đền bù, giải tỏa, thu hồi đất giữa quá khứ và tương lai phải phù hợp, thỏa đáng lòng dân theo quy định. Các định mức tăng giảm về giá liên quan đến công tác bồi hoàn, phương pháp xác định giá thực tế để đưa vào giá trị công trình bồi hoàn phù hợp với quy định. Bổ sung văn bản theo quy định chung, nhất là những nội dung cần thiết, trọng tâm, vấn đề liên quan về thuế, xem xét giá thị trường biến động trong bối cảnh hiện nay để điều chỉnh bồi hoàn theo giá thị trường tương đối, phù hợp và có lợi cho người dân. Đồng thời trong dự thảo, đại biểu còn băn khoăn một số nội dung và đưa ra ý kiến phản biện để làm cơ sở đề xuất giúp cơ quan soạn thảo tiếp thu trình cấp có thẩm quyền ban hành. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết, qua 8 ý kiến phản biện, cơ quan soạn thảo văn bản sẽ tiếp thu và phối hợp với sở ngành tỉnh tổng hợp, bổ sung hoàn thiện đầy đủ để điều chỉnh và đưa ra những luận cứ, luận điểm chi tiết, hợp pháp, hợp lý theo quy định, mang lại lợi ích cho người dân. Theo đồng chí Phạm Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trong nội dung dự thảo, phạm vi điều chỉnh và đối tượng rất quan trọng. Do đó, cơ quan soạn thảo văn bản phối hợp với các ngành liên quan rà soát lại các nội dung và đối tượng để điều chỉnh phù hợp, góp phần hoàn chỉnh văn bản đảm bảo đạt chất lượng theo yêu cầu.